Tiêu Chiến bất ngờ bị nhà đài coi thường, khán giả đòi bỏ xem Ngọc Quốc Giao. Cách đây không lâu, nền tảng chiếu Ngọc Quốc Giao đã đưa ra thông báo mở bán kết cục sớm. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 7, Tencent đã mở bán kết cục sớm của Ngọc Quốc Giao, do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính, từ tập 35 đến tập 40, chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như bộ phim không được đẩy nhanh kết thúc. Được biết, trước đó lịch chiếu dành cho tài khoản VIP là vào ngày 19, kết thúc vào ngày 20 tháng 7. Lịch chiếu thường kết thúc vào ngày 22 tháng 7. Như vậy có thể thấy, Ngọc Quốc Giao của Tiêu Chiến đang bị Tencent chèn ép, đẩy nhanh lên sóng để kiếm lợi nhuận từ fan và xếp lịch chiếu sớm cho các tác phẩm sau đó. Cộng đồng người hâm mộ của Tiêu Chiến hiện đang tỏ ra rất tức giận. Họ cho rằng Tencent đang lợi dụng tên tuổi của Tiêu Chiến để kiếm lợi nhuận. Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh kết thúc cũng sẽ khiến thành tích của Ngọc Quốc Giao bị ảnh hưởng ít nhiều. Điều này khiến khán giả không khỏi cảm thấy thất vọng, thậm chí nhiều cư dân mạng còn kêu gọi Tiêu Chiến dừng hợp tác cùng nền tảng Tencent, khi thấy danh tiếng bị ảnh hưởng không ít vì nền tảng này, ngó lơ việc quảng bá cho Ngọc Quốc Giao, dù phim này đang chiếu và nhận không ít sự ủng hộ của khán giả. Một số bình luận của khán giả: làm ăn không ra gì, mà làm tiền thì nhanh lắm, bộ sau qua nền tảng khác xem. Vì Tiêu Chiến nên mới theo dõi phim đến giờ, chứ Tencent làm ăn vớ vẩn trước giờ, để nhanh chiếu sớm để kiếm tiền thôi chứ tốt đẹp gì đâu. Định vắt nốt fan thôi, chứ hết phim này thì cho tới hiện tại, Tiêu Chiến còn phim nào với Tencent nữa đâu. Tencent làm ăn theo câu, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt à, bào tiền cho lắm mà quảng bá phim như con ghẻ, dìm nhiệt của phim như con kẻ thù vậy, thì đỉnh lưu nào muốn làm việc cùng. Dương Dương tỏ thái độ bất mãn vì bị lép vế, chính thức hết thời. Khói lửa nhân gian của tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên chủ diễn, sau một thời gian dài ấp ủ, đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 5 tháng 7 vừa qua. Trên đài truyền hình Hồ Nam và nền tảng xem phim trực tuyến Mango TV, Dương Dương là nam chính của Khói lửa nhân gian của tôi, đồng thời được cho là nhân tố sẽ gánh phim, cuối cùng lại là người gây thất vọng nhiều nhất. Không chỉ ngoại hình kém xa so với tiêu chuẩn, mà diễn xuất của anh cũng là một hạn chế lớn, khiến ngôi sao sinh năm 1991 bị mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả. Trái ngược với tình cảnh của Dương Dương, Ngụy Đại Huân, người đảm nhận vai nam phụ Mạnh Yến Thần, lại được dân tình đón nhận nồng nhiệt, nhân khí tăng lên thấy rõ, tới độ bản thân chính chủ còn phải ngạc nhiên vì hiệu ứng này. Vào vai anh trai của Hứa Thấm, chàng tổng tài Mạnh Yến Thần khiến chị em đổ gục vì nhan sắc soái ca cuốn hút, cùng tình yêu chân thành dành cho nữ chính. Bên cạnh đó, diễn xuất tròn vai của Ngụy Đại Huân cũng là lý do giúp anh được đánh giá cao hơn Dương Dương. Có thể chính bởi nguyên nhân này mà trên mạng xuất hiện tin đồn Dương Dương đang rất bất mãn với Ngụy Đại Huân, có thái độ bằng mặt không bằng lòng. Sau gần 2 tuần lên sóng, những bài thảo luận liên quan tới Dương Dương và nhân vật Tống Diệm đa số đều là những lời chê bai, hiếm hoi lắm mới có ý kiến bên vực nam diễn viên. Dựa theo tình hình hiện tại, thì cho tới khi Khói lửa nhân gian của tôi hạ màn, Dương Dương cũng sẽ không gỡ gạc được gì. Khói lửa nhân gian của tôi chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Ngoài Dương Dương, Vương Sở Nhiên diễn chính và Ngụy Đại Huân, phim còn có sự xuất hiện của Trương Bân Bân, Dương Siêu Việt, Vương Ngạn Lâm, Trương Nguyệt. Không phải Dương Tử, Trần Đô Linh sẽ là nữ chính Hương Mật Tựa Khói Sương 2. Tin đồn nhà sản xuất Hương Mật Tựa Khói Sương đang lên kế hoạch ghi hình cho phần 2, nhận được chú ý lớn từ cộng đồng mạng thời gian vừa qua. Bên cạnh một số thông tin về lịch khai máy, kịch bản, đội ngũ chế tác, dân tình cũng đều rất muốn biết nam nữ chính của phim sẽ thuộc về tay ai. Dựa theo tiết lộ của một blogger xứ Trung mới đây, nhà sản xuất Hương Mật Tựa Khói Sương 2 đang để mắt tới Đặng Vi và Trần Đô Linh, cặp phụ từng gây sốt màn ảnh nhỏ gần đây trong Trường Nguyệt Tẩn Minh. Chưa biết lời blogger nói có bao nhiêu phần trăm đáng tin cậy, cũng chưa rõ Hương Mật mùa 2 sẽ khai thác đề tài gì, nhưng đại đa số cư dân mạng đều tỏ ý từ chối tiếp nhận lượng thông tin này, đồng thời cho biết nếu Đặng Vi và Trần Đô Linh thực sự góp mặt với vai trò diễn chính, họ sẽ không xem phim. Chưa hết, vài người còn cho biết Hương Mật Tựa Khói Sương kết thúc như vậy là quá hợp lý, không cần thiết phải bày vẽ ra thêm mùa mới, bởi làm không tốt thì hậu quả sẽ rất khó lường. Bên cạnh những lời chê bai phũ phàng, vẫn có một bộ phận rất nhỏ netizen cho biết Trần Đô Linh và Đặng Vi là một tổ hợp không tồi, ít nhất cả hai đã từng đóng chung trong Trường Nguyệt Tẩn Minh, sẽ dễ tạo phản ứng hóa học nếu hợp tác lần hai. Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những dự án đại bạo của màn ảnh Hoa ngữ, không chỉ giúp sự nghiệp của Dương Tử và Đặng Luân một bước lên mây, mà nam phụ La Vân Hy cũng được hưởng ké kha khá lợi lộc.
đã gần 5 năm kể từ ngày chiếu, Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn là bộ phim được vô số khán giả ưa thích, xem đi xem lại nhiều lần. Lộ loạt cảnh bỏng mắt của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư bị cắt khỏi Vụng Trộm. Từ một dự án không được đánh giá cao, Vụng Trộm không thể giấu với sự tham gia diễn xuất của Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư, Mã Bá Khiên, đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành một trong những dự án chiếu hè hot nhất năm 2023, thu về loạt thành tích cực khủng. Mặc dù phim rất hot, cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng với thời lượng chiếu chỉ gói gọn trong 25 tập, khiến người xem có chút hụt hẫng, luyến tiếc, vì xem nhiêu đó không đã cái nư. Rất nhiều cảnh đắt giá trong Vụng Trộm không thể giấu đã bị cắt bỏ, thậm chí tập cuối cùng còn kết thúc chóng vánh, đã gây ra một làn sóng tranh cãi giữa netizen. Nhất là mới đây, khi danh sách những cảnh quay bị cắt khỏi Vụng Trộm không thể giấu bất ngờ rò rỉ ra ngoài, đã làm cộng đồng mạng gần như dậy sóng, cảm giác phẫn nộ và hụt hẫng trước đó lại càng tăng lên gấp bội. Theo đó, các cảnh bị xóa bỏ đều là những cảnh cực cháy, ví dụ như cảnh Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ hôn nhau trong phòng khách, hay lúc Tang Trĩ đề nghị hai người ngủ chung một giường. Đa phần netizen đều cho rằng, nếu Youku không cắt bỏ những cảnh diễn thân mật của Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ ở phía trên, có lẽ Vụng Trộm không thể giấu sẽ còn bùng nổ và khuấy đảo màn ảnh hơn nữa, đồng thời cũng giúp phim thu hút thêm nhiều người lọc hố. Vụng Trộm không thể giấu chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Một số thành tích phim đạt được từ lúc chiếu tới nay có thể kể tới như phá 10.000 điểm nhiệt độ nhanh nhất trên Youku, hai diễn viên chính có chỉ số Linh Cây phá 9, luôn duy trì thứ hạng cao trên Datawin, Mao Giang. Bất ngờ đụng độ, Nhậm Mẫn nhận cái kết ê chề trước Hồng Y Mỹ Nhân. Ngọc Cốt Giao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn, sau vô số lần trễ hẹn khán giả, đã chính thức lên sóng vào ngày 2 tháng 7 vừa qua. Đáng nói, dù phim đã đi gần hết chặng đường, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn chưa thể cảm được nhan sắc của nữ chính Nhậm Mẫn, tới độ netizen còn dùng biệt danh Trư Nhan, đồng âm với tên nữ chính Chu Nhan, do Nhậm Mẫn đóng trong phim, để gọi cô. Chỉ vừa mới thoát được cảnh bị so sánh với nữ phụ Vương Sở Nhiên chưa lâu, Nhậm Mẫn tiếp tục gặp kiếp nạn thứ hai trước Hồng Y Mỹ Nhân Bành Tiểu Nhiễm, và thêm một lần nữa cô lại nhận về cái kết đắng, cùng chung một góc máy quay, thậm chí tới cả tạo hình cũng giống nhau tới vài phần, nhưng Nhậm Mẫn dưới ống kính của đạo diễn Ngọc Cốt Giao là Tưởng Gia Tuấn, khiến cư dân mạng chỉ biết cạn lời vì bao nhiêu cái xấu đều phô bày ra hết, còn Bành Tiểu Nhiễm thì lại nhận được nhiều lời khen có cánh. Quả thật, câu nói không so sánh sẽ không có đau thương, rất thích hợp dùng trong trường hợp này. Đông Cung là dự án chuyển thể do đạo diễn Lý Mộc Qua cầm trịch, người đứng sau thành công của Tư Đằng do Cảnh Điềm và Trương Bân Bân đóng chính. Trước giờ, những thước phim do vị đạo diễn này mang tới đều được mọt phim đánh giá cao, suýt xoa không ngừng. Tuy đúng là Đông Cung đã giúp ích rất lớn cho sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc, song cũng bởi cái bóng của nhân vật Tiểu Phong quá lớn, nên gà cưng Phạm Băng Băng đến giờ vẫn chưa thể thoát ra được, dù cô đã rất cố gắng và nỗ lực. Nổi tiếng hơn nhưng phim rác của Triệu Lộ Tư vẫn thua đau trước hai dự án này. Gần đây, bảng xếp hạng những bộ phim đang được quan tâm nhất của Datawin đã được chia sẻ trên các mạng xã hội. Theo đó, bộ phim Hộ Tâm do Châu Giả đóng chính đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng, khẳng định sức hấp dẫn của mình. Theo sát ngay sau đó là tác phẩm Ba Phần Hoang Dã do Ngô Thiến đóng chính và Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư. Bộ phim Hộ Tâm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng lãng mạn của Thiên Diệu và Nhạn Hồi. Theo Datawin, phim đang dẫn đầu về các chỉ số thể hiện mức độ quan tâm của khán giả. Dù tác phẩm liên tục vướng vào những tranh cãi, cũng như không nhận được kỳ vọng ngay từ ban đầu, nhưng bộ phim đã chứng tỏ được sức hút của mình. Diễn xuất của Châu Giả theo đó cũng được đánh giá là có nhiều tiến bộ so với thời đóng Thanh Xuân trong Chiến Hỏa. Tuy nhiên, bộ phim vẫn bị đánh giá thấp vì cốt truyện quá đơn điệu, nội tâm nhân vật thiếu chiều sâu, diễn xuất của cặp đôi chính, đôi khi còn chưa ăn khớp. Trong khi đó, tác phẩm có sự góp mặt của Triệu Lộ Tư là Hậu Lãng, lại bị chỉ mặt điểm tên vì chứa quá nhiều sạn, nội dung thiếu chân thực đến khó hiểu. Bên cạnh đó, mặc dù đảm nhận nhân vật Tôn Đầu Đầu có nhiều đất diễn, nhưng dường như Triệu Lộ Tư lại không tận dụng được cơ hội khẳng định khả năng diễn xuất này. Cô nàng vẫn giữ nguyên cách diễn quá lố, liên tục trợn mắt, tru môi, làm mặt xấu ra vẻ nhí nhảnh. Chính điều này làm cho nhân vật mất đi chiều sâu, thay vào đó là lố lăng và trẻ con. Theo đánh giá của giới truyền thông, việc cường điệu biểu cảm của Triệu Lộ Tư không phải chuyện ngày một ngày hai, cho thấy cô nàng chưa thực sự chuyên nghiệp, không có tinh thần cầu tiến trong công việc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên họ Triệu còn mắc điểm yếu về phát âm, ngữ điệu không chuẩn,
điều này cũng là những trở ngại lớn trong con đường sự nghiệp sắp tới của cô nàng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.